Khi mang thai, các mẹ bầu thường không tránh khỏi các vấn đề về da như nổi mụn, da xỉn màu, da khô hoặc đổ dầu quá mức. Thế nhưng, lúc này mẹ bầu không nên tùy ý sử dụng mỹ phẩm hoặc các sản phẩm chăm sóc da và tóc như trước để không gây ảnh hưởng đến thai nhi. Thay vào đó, mẹ bầu cần biết thêm các bí quyết làm đẹp an toàn khi mang thai bằng cách tham khảo 5 điều sau đây nhé. 1. Kiểm tra kỹ thành phần làm đẹp. Thói quen này vô cùng quan trọng với các mẹ bầu bởi vì một số thành phần có trong mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da như retinol, salicylic acid, benzoyperoxide, dihydroxyacetone không được khuyến nghị hoặc đã được chứng minh là có hại cho thai nhi như gây dị tật sinh non. Hơn nữa, nếu không chắc chắn về độ an toàn của sản phẩm nào đó, bạn nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. 2. Lựa chọn những sản phẩm từ thiên nhiên hoặc thật sự lành tính. Da của bạn thường sẽ nhạy cảm hơn so với trước khi mang thai. Hơn nữa, những gì bạn bôi lên da cũng có thể thâm nhập vào máu. Vì vậy, cách tốt nhất là bạn nên chọn mua và sử dụng những sản phẩm có thành phần chủ yếu từ thiên nhiên. Đặc biệt là các mẹ bầu nên hạn chế hoặc không nên sử dụng nước hoa hoặc các sản phẩm làm thơm cơ thể có hương liệu tổng hợp. Trong thời gian mang thai, mẹ bầu càng dùng ít hóa chất sẽ càng giúp bạn và em bé tránh được những rủi ro không mong muốn. 3. Nên dùng kem chống nắng vật lý. Việc sử dụng kem chống nắng hóa học không phải là cách làm đẹp an toàn khi mang thai, bởi vì sản phẩm này có chứa oxy benzone, một hợp chất gây hại cho cả mẹ và thai nhi nếu tiếp xúc nhiều trong thai kỳ. Thông qua một nghiên cứu cụ thể trên động vật đã chứng minh oxy benzone có thể gây ảnh hưởng đến tuyến vú và khả năng tiết sữa vĩnh viễn. Do đó, cách tốt nhất là mẹ bầu nên lựa chọn kem chống nắng vật lý, khoáng chất để thay thế. Loại sản phẩm này thường lành tính, giúp bảo vệ làn da của mẹ khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời bằng cơ chế phản xạ tự nhiên của các tia UV. Ngoài ra, nếu chưa yên tâm khi tìm hiểu trên Internet, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ để lựa chọn sản phẩm an toàn và phù hợp. 4. Lựa chọn sản phẩm phù hợp với làn da. Mỗi mẹ bầu sẽ gặp phải những vấn đề về da khác nhau, do đó bạn nên theo dõi tình trạng da của mình để lựa chọn và sử dụng sản phẩm skincare phù hợp. Chẳng hạn như da của bạn đổ nhiều dầu, thì khi mang thai, bạn nên chuyển sang dùng các sản phẩm không chứa dầu và dùng thêm giấy thấm dầu. Ngoài ra, có thể bạn cũng nên đổi loại sữa rửa mặt nhưng cần nhớ là tránh các sản phẩm chứa các thành phần như axit salicylic, benzoyperoxide hoặc retinol. Đối với da khô khi mang bầu, chị em nên chú ý đến việc tẩy tế bào chết, dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ và chăm dưỡng ẩm hơn. Điều quan trọng là bạn nên cẩn thận và chỉ chọn những sản phẩm lành tính hoặc dành riêng cho mẹ bầu nhé. 5. Mẹ bầu không nên nhuộm tóc. Bên cạnh việc chăm sóc da thì cũng rất nhiều chị em quan tâm đến việc chăm sóc mái tóc của mình và băn khoăn liệu khi mang bầu có được nhuộm tóc không. Đến thời điểm này, vẫn chưa có nghiên cứu khoa học nào khai thác sâu về sự ảnh hưởng của việc mẹ bầu nhuộm tóc đối với thai nhi. Thế nhưng, các bác sĩ thường khuyên bạn không nên nhuộm tóc trong tam cá nguyệt đầu tiên vì giai đoạn này thai nhi còn khá nhỏ nên dễ bị tổn thương. Từ tam cá nguyệt thứ 2 trở đi, dù bạn có thể nhuộm tóc nhưng cũng nên đề xuất với thợ làm tóc tránh dùng thuốc nhuộm sát da đầu. Đồng thời, hãy chú ý đến các thành phần có trong thuốc nhuộm và nên ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên. Việc mẹ bầu làm đẹp an toàn khi mang thai rất quan trọng vì những sản phẩm bạn sử dụng đều có ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé. Do đó, hãy cẩn thận với những gì bạn thoa lên da và nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nhé.